Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thời tiết ở Hà Nội được dự báo là một ngày nắng và nóng, nhiệt độ tăng 1-2 độ so với ngày hôm qua. Thời điểm sáng sớm trời vẫn tương đối dịu mát, dễ chịu, nhiệt độ trong thành phố ở mức 26-27 độ, độ ẩm ở không khí giữ ở mức cao 90%. Đến sau 9 giờ, thời tiết bắt đầu nắng mạnh và nóng hơn, nhiệt độ tăng từng giờ. Khoảng 10 giờ tăng lên mức là 30 độ, đến giữa trưa thì tăng lên mức là 32 độ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là 33 độ vào lúc 13 đến 15 giờ chiều, sau đó sẽ giảm dần và giữ ở mức 29 độ khi trời tối, độ ẩm trong ngày từ 66 cho đến 82%. Ngày hôm nay, chỉ số tia UV được dự báo sẽ tăng lên ngưỡng có nguy cơ gây hại đối với sức khỏe con người. Vì vậy, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân nếu có việc phải đi ra ngoài vào giờ cao điểm trưa thì cần mặc quần áo bảo hộ chống nắng, đội mũ rộng vành để che mặt, cổ và tai, đeo kính râm bảo vệ mắt, lựa chọn chất liệu trong kính có khả năng chống nắng, sử dụng kem chống nắng đều đặn mỗi khi ra ngoài và ngay cả khi trời nhiều mây. Cùng với đó thì nên bổ sung hoa quả tươi, giàu vitamin C để tăng sức đề kháng. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực của Hà Nội trong ngày hôm nay. Khu vực phía tây thành phố, từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Hình thái thời tiết này cũng sẽ diễn ra tại khu vực phía nam, từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức với mức nhiệt độ không thay đổi. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh và Đông Anh, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Vùng núi Ba Vì và Sơn Tây cũng tương tự kiểu thời tiết này với mức nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào ở vài nơi, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong những ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết 18 giờ 25 phút ngày hôm nay.